Ok các bạn ơi, tôi đang ở Hollywood. Anh ơi, anh có phải là Hollywood không? Tôi là Hollywood nè, thấy không? Tôi là Hollywood nè, mặc quần áo Hollywood. Của mình đâu rồi? Ngồi trong xe kìa. Sao không ra? Không chịu ra, nó mê internet. Đây các bạn thấy không? Đó là gì? Bobby Vinton, Veronica Lake. Oh. Veronica Lake. Old beauty from Hollywood. Richard and Robert Sherman. Guillermo del Toro. Thì anh ở đây đâu làm gì đâu. Anyway, there's Chinese man theater behind me. Hard Rock Cafe Hollywood. Right there, Hard Rock Cafe Hollywood, okay? Chinese Man Theater, right there. I'm in Hollywood, my friends. Hollywood, California. Hooters. That's Hooters. Hooters, right there, Hooters. Say H-O-O-T-E-R-S, Hooters. Pluto down there. This is Hollywood. I can't believe it. I've been here in America for 39 years. This is my first time in Hollywood, California. This is Hollywood Boulevard. I'm in front of the guy who played Scario 1 and 2, El Toro or something. Guillermo El Toro. I can't pronounce his name. He's Spanish, so I'm Vietnamese. Em ơi, ra ngoài đường cái xe cá nó nghe. Nó không thấy được đó. Em tối đen đó. Yeah, wow. Look at this. A lot of cars coming. Cool. A lot of cars. I'm at Line Friends. I don't know who Line Friends is. Không được cái gì? Anh thử là chụp em tắm thử coi nhìn em có mặt không? Chụp sao mà